visual bug? What is this? That's a visual bug, right? The towers is okay, it is a visual bug. Look at this. This was like scaring the fuck out of me. I was like, am I getting hit or not? That's a bug. Okay, like, dude, Riot Games, the game needs to be fixed. Okay, I'm gonna pretend like I'm leaving. Okay, I'm gonna pretend again. Oh, League of Legends. Or not. That's my natural. This is not looking good. Oh, this guy was level 6. Stab him, take his soul, heal myself, portal, boom. Stun. Heal. Okay, that was a bit troll. Stab him, take his soul. Thank you. What? What? I didn't want to go in there. It just sent me in. Awesome. 2 seconds. Wait, is that Titanic Hydra on Katarina? Oh my god. Voilà, désolé, hein, j'en ai un peu rien à foutre. Allez, on finit cette merde. Let's go, let's go. Allez, un petit tourbillon avant. Let's go. ¡Penta! ¡Venite, guacho! ¡Venite, Penta!
Fanta. Fanta kill! Let's go! Sending a lot of people top, huh? Oh, wait, maybe we can kill her. She has no hit still caps. She has to go in on her right now. I think I have time to push this wave. Even if I die here, it's a good death, I think. Because I'm gonna get wave and plating. Yeah, perfect. I got it. No shot. Я плюс 25 крипов, наверное. Tiếp nối video ngày hôm nay, chúng ta có gì nào? Rocky lên tiếng xác nhận Ninh không còn cửa quay lại Invitus Gaming. Hồi đầu năm 2021, truyền thông Trung Quốc rộ lên tin đồn về việc nhà cựu vô địch thế giới 2018 Ninh sẽ trở lại đấu trường LPL trong giai đoạn mùa hè này. Cùng với đó, người đi rừng cũ của IG cũng cho thấy quyết tâm comeback mạnh mẽ khi từng cài lên mốc 1.000 điểm thách đấu máy chủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, lần cuối cùng Ninh xuất hiện trước công chúng là dưới tư cách bình luận viên khách mời tại MSI 2021 và từ đó đến nay, tuyển thủ này đã mất tích một cách đầy bí ẩn. Ninh thậm chí không on stream, tài khoản máy chủ Hàn Quốc cũng bị bỏ xó hàng tháng trời. Ninh gần như biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ Liên minh Huyền Thoại. Tuy nhiên, mới đây trên stream của Rocky, đồng đội cũ của Ninh ở IG, một số người hâm mộ đã khẳng định rằng họ nghe tiếng giọng nói của Ninh và từ đó đưa ra giả thuyết rằng Ninh đã âm thầm trở lại Invitus Gaming. Thế nhưng kỳ vọng mong manh về một cuộc tái ngộ giữa Ninh và IG đã sớm bị dập tắt khi Rocky lên tiếng phủ nhận điều này. Thậm chí đội trưởng của IG còn khẳng định rằng Ninh sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để quay trở lại đội, dù với tư cách gì đi chăng nữa. Giọng của Ninh, cậu ấy đang ở đây, Gaming House của IG á. Các anh em, đừng nhầm lẫn về điều sẽ không bao giờ xảy ra. Rocky cho rằng các fan đã nhầm lẫn giữa giọng của Sawin với Ninh, do người chơi hỗ trợ của IG cũng có tông giọng khá giống với Ninh.
tại sao gần đây cậu ấy không xuất hiện? Có lẽ là do đi đâu đó chơi một thời gian rồi. Qua tiết lộ của Rocky có thể hiểu rằng IG cho đến hiện tại hoàn toàn không có ý định chào đón Ninh quay trở lại. Dù trước đó về mặt thông tin công khai, đội tuyển này mới chỉ thông báo rằng Ninh sẽ nghỉ ngơi một thời gian, chứ chưa hề công bố chấm dứt hợp đồng hay chia tay tuyển thủ này. Thậm chí có vẻ như ngay cả Rocky thời gian gần đây cũng hoàn toàn không liên lạc với Ninh, và nhiều khả năng sự nghiệp tuyển thủ của MVP chung kết thế giới 2018 đang dần đi đến hồi kết. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha.